đấy. Này Chúa đã mời chúng ta đến dự tiệc vui, cùng bữa đồng đầy hân hoan ca mừng danh Chúa. Hãy đến Chúa chờ chúng ta đến dự tiệc trời, hạnh phúc được sống bên Ngài cảm tạ tình cha. Lòng đầy hân hoan mừng ca, cảm mến ơn cao Ngài thương ban máu thịt mình làm nên của ăn nuôi sống. Giờ con đã hiểu tình yêu mà Chúa hy sinh ân thân trong bánh trăng tình làm nên. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng cầu nguyện với những ý lễ tạ ơn Ba Đấng, xin ơn bình an, xin như ý. Xin cho công việc được thuận lợi và gặp nhiều may mắn. Lễ dỗ cho linh hồn Giacobbe, cầu cho các linh hồn Phêrô, Maria, Anna, Micae, Giuse, Gioan, Anton, Đa Minh, Matthew, Phaolô, Thomas, Teresa. Cầu cho các linh hồn nhà an nghỉ, các linh hồn thai nhi, linh hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, nội ngoại và các linh hồn. Chúng ta cũng xin dâng lên Chúa những ý nguyện của mỗi người chúng ta, cũng như những ý nguyện của những người họ nhờ chúng ta cầu nguyện cho họ. Và hôm nay cũng là ngày mùng 4 tháng 8, chúng ta mừng lễ nhớ Thánh Gioan Maria Vianney là bổn mạng của các linh mục. Chúng ta cũng cầu nguyện cho các linh mục trong giáo hội, cho các ngài luôn trung thành với đời sống ơn gọi của mình, để qua đó các ngài sẽ trở nên những người thông ban ơn của Chúa cho chúng ta. Các riêng chúng ta cầu nguyện cho cha chánh xứ của chúng ta, cho các mục tử phục vụ giáo xứ, cũng như các mục tử đã cử hành các bí tích cho mỗi người chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay cùng với giáo hội chúng ta bước vào Chủ nhật thứ 18 của mùa thường niên. Chúa Giêsu hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta: anh em hãy tìm kiếm những của ăn không bao giờ hư nát, là bánh trường sinh, là bánh mà chính Thiên Chúa Cha đã trao ban cho mỗi người chúng ta, đó là chính Chúa Giêsu. Để rồi Chúa Giêsu đã nói với mỗi người chúng ta: ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Chúng ta nguyện xin Chúa ban ơn giúp cho mỗi người chúng ta, mỗi lần chúng ta đến tham dự thánh lễ, chúng ta đến rước Chúa, xin Chúa ngự nơi tâm hồn chúng ta, và qua đó xin Chúa cũng biến đổi con người chúng ta mỗi ngày trở nên công chính thánh thiện giống như Chúa. Thế nhưng trong thân phận của con người, đôi lúc chúng ta đến với Chúa không bằng một niềm tin, không bằng sự xác quyết, và không bằng để cho Chúa biến đổi cuộc đời chúng ta. Thì giờ đây chúng ta cùng thành tâm thống hối, xin Chúa thương tha thứ những lỗi lầm, những thiếu sót của chúng ta, để chúng ta cùng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, chúng con tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn. Xin Chúa hằng du thương nâng đỡ chúng con, cùng ban ơn đổi mới và gìn giữ mọi loài Chúa dựng nên cho chúng con được hưởng nhờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Lời Chúa trong sách Xuất Hành. Hồi ấy, trong sa mạc, toàn thể cộng đồng con cái Israel kêu trách ông Môsê và ông Aharon. Con cái Israel nói với các ông: phải chi chúng tôi chết bởi tay Đức Chúa trên đất Ai Cập khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh thỏa thuê? Nhưng không, các ông lại đưa chúng tôi ra khỏi đó mà vào sa mạc này để bắt chúng tôi phải chết đói cả lũ ở đây. Đức Chúa phán với ông Môsê: này, ta sẽ làm cho bánh từ trời mưa xuống cho các ngươi ăn. Dân sẽ ra lượm lấy khẩu phần cho mình, ngày nào cho ngày đó. Ta muốn thử lòng chúng như vậy xem chúng có tuân theo luật của ta hay không. Ta đã nghe tiếng con cái Israel kêu trách. Vậy, ngươi hãy bảo chúng rằng: vào buổi chiều, các ngươi sẽ được ăn thịt, và ban sáng, các ngươi sẽ được ăn bánh thỏa thuê, và các ngươi sẽ biết rằng ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Thật vậy, buổi chiều, chim cút bay đến rập trời cả trại, và buổi sáng thì có lớp sương phủ quanh trại. Rồi khi sương tan đi, thì trên mặt hoang địa có một thứ gì nho nhỏ mịn màng, nho nhỏ như sương muối phủ mặt đất. Khi con cái Israel thấy thế, họ liền bà hỏi nhau: manhu, nghĩa là cái gì đây? Vì họ không biết đó là cái gì. Ông Mơ-xê bảo họ: đó là bánh Đức Chúa ban cho anh em làm của ăn.
Đó là lời Chúa. Những chuyện xưa được nghe biết to tường, quyền năng người luôn thắm đượm mến thương. Chúng tôi đây ngày kể lại, và rồi cháu con sẽ được sung sướng. Bánh mời trời, này Chúa ban bánh mời trời. Chúa lệnh cho ngàn mây trốn cao vời, truyền mơ rộng buôn cứu trời khắp nơi, khiến manna từ hồ mưa đổ, và người đã ban bánh trời hằng sống. Bánh mời trời, này Chúa ban bánh mời trời. Ăn bánh thiên thần được nó lòng nhờ lương thực Chúa ban. Chúa đưa dân vào miền thánh địa là vùng núi non tay người đã trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em, đây là điều tôi nói với anh em, và có Chúa chứng giám, tôi khuyên anh em đừng ăn ở như dân ngoại nữa, vì họ sống theo những tư tưởng phù phiếm của họ. Còn anh em đã chẳng học biết về Đức Kitô như vậy đâu. Ấy là nếu anh em đã được nghe nói về Đức Giê-xu và được dạy dỗ theo tinh thần của Người, đúng như sự thật ở nơi Đức Giê-xu, vì thế anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối. Anh em phải để thần khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa, để thật sự sống công chính và thánh thiện. Đó là lời Chúa. Alleluia, Alleluia. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn phải nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có mặt ở biển hồ Galilê, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người. Khi gặp thấy Người ở bên kia biển hồ, họ nói: Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy? Đức Giê-xu đáp: Thật tôi bảo thật các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê.
Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông. Bởi vì chính con người là đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận. Họ liền hỏi người: chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn? Đức Giê-xu trả lời: việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào đấng người đã sai đến. Họ lại hỏi: vậy chính ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như có lời chép: người đã cho họ ăn bánh bởi trời. Đức Giê-xu đáp: thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Môi-se đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực. Vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian. Họ liền nói: thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy. Đức Giê-xu bảo họ: chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, nơi bài đọc chức sách xuất hành và tin mừng theo Thánh Gioan chúng ta vừa nghe, Chúa Giê-xu nói đến cho chúng ta những cơn khát của con người chúng ta. Thế nhưng chúng ta thấy con người thường hay dừng lại những cơn khát, cơn đói ở những vật chất của thế gian này. Như trong bài đọc 1, chiếc sách xuất hành cho chúng ta thấy, sau khi Thiên Chúa sai Môi-se đến giải thoát dân khỏi ách nô lệ, khỏi Ai Cập, thì trên hành trình về đất hứa là miền đất mà Thiên Chúa đã hứa ban cho dân của Ngài tràn trề sữa và mật. Trong hành trình đó, dân đi qua sa mạc, và vì muốn thử thách dân của mình, cho nên dân đã gặp không thiếu những sự đói khát. Chính khi gặp thử thách ấy, dân lại kêu trách Môi-se và kêu trách chính Thiên Chúa: thà rằng tôi làm chịu khốn khổ ở bên làm nô lệ bên Ai Cập, mà chúng tôi còn có miếng ăn, còn có ngồi bên nồi thịt kho ngon thơm để chúng tôi hưởng dùng, còn hơn là bây giờ chúng tôi vô trong sa mạc này, chúng tôi đang đối diện với sự đói, sự khát. Hay như những người thời Chúa Giê-xu, khi Chúa Giê-xu loan báo cho họ một chính Thiên Chúa đã ban cho họ một thứ bánh trường sinh, họ đến, họ tìm Chúa Giê-xu, họ muốn Chúa Giê-xu trao ban cho họ. Và khi Chúa Giê-xu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, họ cũng tiếp tục đi tìm Chúa Giê-xu. Nhưng Chúa Giê-xu đã nói rằng: các ông tìm kiếm tôi không phải là vì phép lạ tôi đã làm, nhưng là bởi vì các ông được ăn bánh no nề. Điều đó cho chúng ta thấy được rằng cuộc sống ngày hôm nay thực tế, chúng ta vẫn thường coi đi tìm kiếm những công ăn việc làm, những của cải vật chất của thế gian này hơn là chúng ta dành thời gian cho Chúa để qua giờ cầu nguyện, qua giờ tham dự thánh lễ. Cho nên Chúa Giê-xu mới mời gọi chúng ta: anh em hãy tìm kiếm những của cải, những lương thực ở trên trời, lương thực đem lại cho các anh em phúc trường sinh, là thứ lương thực mà chính Chúa Cha đã ban cho các người. Lương thực ấy đó chính là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu Ngài đã đổ máu mình ra trên thập giá để trao ban cho chúng ta. Chính mình Ngài trở nên của ăn, máu Ngài trở nên của uống,
để thỏa lòng khát mong của con người chúng ta là luôn được sống trong bình an, sống trong hạnh phúc và sống đời đời. Chính Chúa Giêsu là Đấng đã trao ban cho chúng ta như lời Ngài đã dạy chúng ta trong tin mừng chúng ta vừa nghe. Chính tôi là bánh trường sinh từ trời xuống. Ai đến với tôi không đói bao giờ. Ai tin vào tôi sẽ không bao giờ khát nữa. Chúa Giêsu sẽ trở nên nguồn lương thực và nguồn thức uống no đầy cho mỗi người chúng ta khi chúng ta biết chạy đến với Ngài, khi chúng ta biết tin vào Ngài. Nhìn lại thực trạng đời sống đức tin của chúng ta sẽ thấy rất rõ những điều này. Nhất là mỗi lần chúng ta đến tham dự thánh lễ, chúng ta lên rước Chúa, chúng ta rước Chúa với lòng tin hay chúng ta rước Chúa với vẻ đẹp của sự đạo đức để cho người ta thấy được rằng tôi đây là người đạo đức, tôi lên xứng đáng để được rước Chúa. Chúng ta nhớ Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô nói cho chúng ta: anh em đừng lên rước Chúa một cách bất xứng, bởi vì nếu như anh em lên rước Chúa một cách bất xứng là anh em đang lãnh nhận một án phạt chứ không phải là một phần thưởng. Cho nên chúng ta mới hiểu được rằng tại sao giáo hội mới dạy cho chúng ta khi chúng ta lên rước Chúa chúng ta phải sạch tội trọng, chúng ta phải có một lòng khát khao thực sự và qua đó chúng ta phải tuyên xưng niềm tin của chúng ta qua từ Amen. Để chúng ta rước Chúa vào lòng chúng ta, để Chúa làm thỏa cơn khao khát của chúng ta, khao khát bình an, khao khát hạnh phúc, khao khát niềm vui. Cho nên trong bài đọc 2, trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phaolô mới nói với mỗi người chúng ta: anh em hãy trở nên một con người mới theo hình ảnh của Thiên Chúa là một con người công chính và thánh thiện. Và anh em sẽ được trở nên một con người mới đó, đó chính là nhờ Thánh Thần soi sáng cho anh em. Điều đó Thánh Phaolô nhắc cho chúng ta thấy được rằng khi chúng ta rước Chúa vào lòng, chúng ta hãy để cho Chúa biến đổi con người của chúng ta trở nên giống như Chúa. Như Thánh Augustino Ngài giải thích cho chúng ta rõ về vấn đề này: giống như khi chúng ta, thân xác của chúng ta cần nhu cầu lương thực thế nào, thân xác chúng ta được phát triển ra sao khi chúng ta ăn uống đầy đủ chất, đầy đủ những loại cần thiết, canxi đủ thứ cho chúng ta như thế nào, thì khi chúng ta rước Chúa vào lòng thì chúng ta hãy để cho Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống như Chúa. Đó chính là những giá trị đích thực và đó cũng chính là sự sống trường sinh mà Chúa Giêsu đã đem đến cho mỗi người chúng ta. Khi thể xác chúng ta đói, chúng ta nhu cầu, chúng ta chạy đi kiếm miếng ăn. Khi thể xác chúng ta khát, chúng ta nhu cầu chạy đi kiếm nước uống. Và thậm chí có những lúc chúng ta phải cáu bực lên là bởi vì chúng ta chưa kịp có những của ăn để nuôi thân xác, để thỏa cơn đói của chúng ta. Nhưng có bao giờ chúng ta thấy được chúng ta bực mình khi chúng ta đi lễ trễ không? Có bao giờ chúng ta thấy khó chịu khi chúng ta không khao khát được rước Chúa thật sự mà chúng ta không được rước Chúa không? Đối diện trước mặt Chúa và đối diện với lời Chúa, chúng ta hãy nhìn lại thực con người của chúng ta. Bởi vì khi chúng ta nhìn thực về chính mình, chúng ta mới có thể sám hối và qua đó lời của Chúa và nguồn sức sống và lương thực của Chúa mới thực sự biến đổi cuộc đời của chúng ta được. Cho nên dưới ánh sáng của lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta nguyện xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta, như Chúa Giêsu mời gọi, chúng ta đang bôn ba vất vả để đi tìm kiếm những lương thực, những của cải của thế gian này thế nào, thì linh hồn của chúng ta cũng đang khao khát, cũng đang cần được nuôi dưỡng bằng chính mình và máu của Chúa, bằng chính lời của Chúa như vậy.
để khi chúng ta biết tìm kiếm những của ăn vĩnh cửu, những lương thực trường tồn mà chính Chúa Giêsu trao ban cho chúng ta nơi bí tích thánh thể, thì cuộc sống của chúng ta chắc chắn sẽ được đổi mới như chính Thánh Phaolô nói cho chúng ta thấy. Để khi đó con người của chúng ta sẽ trở nên những con người công chính thánh thiện, để nhờ thế, thế gian này sẽ nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa đang hiện diện nơi cuộc đời của chúng ta. Còn bằng không, chúng ta sẽ giống như dân Do Thái năm xưa, giống như những người thời Chúa Giêsu, chúng ta cũng chỉ biết đi tìm kiếm những của cải của thế gian này, những vật chất của thế gian này, để rồi khi chúng ta nghe lời Chúa, khi chúng ta rước Chúa vào lòng, thì cuộc sống của chúng ta cũng vẫn bình chân như vậy, cũng vẫn y như cũ. Thì những lúc chúng ta đến với Chúa sẽ là những thời gian chẳng mang lại ích lợi gì cho chúng ta, và đời sống đức tin của chúng ta từ ngày này qua ngày khác nó cũng chỉ như vậy, mà nó không được lớn lên, mà trái lại đôi khi chúng ta lại đang giết chính linh hồn của mỗi người chúng ta. Nguyện xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta luôn sắc tín và tâm niệm rằng Chúa Giêsu chính là bánh trường sinh, để rồi mỗi người chúng ta hãy khao khát đến với Ngài với một lòng tin, với một lòng mến thực sự, để mỗi lần chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta rước Chúa vào lòng, thì Chúa sẽ biến đổi con người chúng ta trở nên con người mới dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời. Cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Sio Philato, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết mà tang xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, đã trao tặng cho chúng ta chính con một yêu dấu là Chúa Giêsu Kitô, để Người trở nên bánh ban sự sống cho nhân loại. Trong tâm tình cả ơn và chúc tụng Chúa, chúng ta cùng tin tưởng dâng những lời nguyện cầu. Ai đến với ta sẽ không hề đói, ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Chúng ta cầu xin Chúa cho các vị chủ chan trong hội thánh luôn quan tâm chăm sóc đoàn chiên Chúa treo bằng lương thực thần linh qua việc cử hành và cổ vũ lòng sùng kính bí tích thánh thể. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa Giêsu nói: Các ngươi hãy tin vào Đấng Thiên Chúa sai đến.
Chúng ta cầu xin Chúa cho các dân tộc và quốc gia chưa đón nhận hay có thành kiến với niềm tin Kitô giáo biết khao khát tìm kiếm chân lý và mở lòng trước tin mừng cứu độ mà Chúa Giêsu loan báo. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hãy ra công làm việc vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời. Chúng ta cầu xin Chúa cho những ai đang chạy theo lối sống hưởng thụ vật chất, biết trân trọng và quan tâm đến những nhu cầu thiêng liêng, hầu tìm thấy hạnh phúc đích thực và trường tồn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hãy lột bỏ con người cũ và trở nên mới trong lòng trí của anh em. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta khi siêng năng tham dự thánh lễ và sốt sắng rước Chúa, được ơn thánh biến đổi trở nên những con người mới trong đời sống chúng ta. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống đời đời, xin Chúa thêm lòng tin cho mỗi người chúng con để chúng con chuyên tâm chạy đến với Chúa thường ngày, giúp cho mỗi người chúng con nhận ra tình yêu và sự sống luôn hiện diện trong cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin thánh hóa và chấp nhận của lễ này là biểu hiện lễ tế thiêng liêng của giáo hội. Xin Chúa cùng thương tình biến đổi chúng con thành của lễ muôn đời đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha người đã mở cửa nước trời.
Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Anh khai khai, Chúa là Thiên Chúa. Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nô vì các con. Cùng một thể thương ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Sơn Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhiên và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con, Đức Cha Phụ Ta Giuse và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là các linh hồn mà chúng con muốn cầu nguyện trong thánh lễ hôm nay, là những người con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những ai đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Chúng con cũng cầu nguyện cho các mục tử trong giáo hội nhân ngày mừng lễ Thánh Gioan Maria Vianney. Nhờ lời truyền cầu của thánh nhân, xin cho các linh mục của Chúa luôn trung thành và luôn trở nên những máng thông truyền ơn, truyền sức sống của Chúa cho dân của Chúa. Các riêng chúng con cầu nguyện cho cha chánh xứ của chúng con, cho quý cha phục vụ giáo xứ cũng như các mục tử đã cử hành các bí tích cho mỗi người chúng con. Chúng con xin dâng lên Chúa những ý nguyện mà mỗi người chúng con muốn dâng lên trong thánh lễ này.
Xin Chúa cùng gia đình anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhen Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, Thánh Gioan Maria Vianne và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng xóa tội. Đây xin Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc xin Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
lương thực của con là chính máu thịt của Chúa, đã vì tình yêu thương mà tự hiến thân trên thập hình. Thân lương đổ xuống bởi trời nuôi nắng, Chúa đã dìu muôn dân từng vừa thoát ra khỏi sa mạc. Đường trần gian ngày tháng mơ tưởng trông ngóng, Chúa hằng ở bên con, hằng bồi dưỡng của anh đầy hồ. Là chính máu thịt của Chúa, đã vì tình yêu thương mà tự hiến thân trên thập hình. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa không ngừng ban ơn phù trợ và lấy bánh bơi trời bồi dưỡng chúng con. Xin tiếp tục chờ che nâng đỡ để chúng con xứng đáng hưởng nhờ ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Trọn đời con một bài hát kính ca ngợi, tiếng hát con vang tận tới thiên thu. Mẹ tình thương từ trời cuốn cao mời mời, xin yêu thương đón nhận.